Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui à. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi chút rồi em về. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Văn Hiền. Dạ. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77. Dạ. Trời ơi, Thái hơn tuổi em luôn á hả? Hơn Pim? Tuổi đó. Trời ơi, suốt ngày ông có kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi ạ. Năm nay em 31 tuổi ạ. Vi nhỏ hơn 12 tuổi gì? Dạ. Đúng con giáp đó. Dạ, đúng vậy. Đây rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào. Gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Anh Thuận biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu, tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh hello chào em, anh là ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 70-80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói, dạ, ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết, em ghi cái check lịch lại rồi để em. Em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng chưa tới Tết, chưa có tới Noel luôn á. Bảy là sao? Tháng 11 á. Bút trước hơn nửa năm. Nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em anh mời. Cái đó là cái cớ thôi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mấy cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà. Cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy cũng như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá cũng sao mà cũng gần tới tháng đó mà tới cái ngày đó mới vui. Ảnh gọi lại cho em, ảnh check cái giá. Rồi ảnh nói là bây giờ á là em hát như vậy á thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh ấy ok em. 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok, anh đợi em chút nha để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá. Hiểu tham, hiểu tham. Hiểu mà 10 triệu đồng ý liền, đồng ý liền. Chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố, bị hố. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi. Cái nhóm mày ngu quá. Gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi điện lại. Đó gọi liền, nhóm trưởng mà. Alo, anh ơi, cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi nha. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, thì anh nói, em nói là anh kêu như nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì mực mọi rồi. Thì anh kêu giùm đi, có ăn uống trong này. Cái em mới bịch lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Anh nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh nói nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm. Chở 4 đứa luôn. 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, trời nhóm em cái gì đâu. Nói thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui. Ha. Cái là lúc mà tới tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em
mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi, còn có mình em mà. Em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em đợi nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Mày cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi luôn. Vậy ngủ. Em ơi, có ăn không? Nguyên đám xin ăn. Em đói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống con Sóc Trăng đi là sợ nói vậy. Mà sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cái về khách sạn xong mới mời đi tối thì rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, Nhóm ơi, đi ăn một. Có trong phòng không em? Im hết, không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chưa bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có đi chung xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về trưa, em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc, nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Chị thấy bắt đầu làm thấy khó quá, cô bé này chắc không được rồi. Nên là vắn 4-5 tháng luôn, em không gọi luôn. Xong thêm mấy tháng sau, từ vô tình là người đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em à, em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này, tôi cãi. Anh khỏe không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì. Chắc vậy. Cái em mới gì nè, ông để cho bỏ lại cái xẹt. À đúng rồi, anh Thái. À, thử coi. Không biết anh đang rảnh không? Cậy nhắn đại đi. Nói anh rảnh không, uống cà phê không? Rảnh gì đó. Trời nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay trời lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh. Làm gì đâu? Mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi anh dẫn em đi ăn ở đâu? Anh muốn ăn đâu? Em à, trời sao không được hết á. Em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh. Anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em qua ốc sáu nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu á. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn đủ cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sô rê mà em bận cái đầm cũng dài cứ kiểu công chúa của em đi. Mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu bé nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mang nhục dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình. Mình nói nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cu tới tấp luôn. Chị ơi, ông như ông nghĩ bật đèn xanh hay sao á. Ông tấn công em không chịu nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời anh, con tim anh lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu, còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi, không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói, anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống ăn cu Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó, ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói thôi nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước, ổng vô ổng tắm. Ổng muốn khăn đi nè. Nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Đợi tôi sẽ cái ông kêu thì tối nay có hai cái giường thì em nào bên kia đi anh. Hứa anh nói là anh hứa là anh có đụng chạm gì hết đó. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăn qua ông lăn qua lại, ông cứ dây rồi cái ông đây nè, ông ấy chứ mình nói chung anh nằm ké chứ mình đây buồn mới lạnh lẽo.
cho qua nè, tới chuyện thôi, hứa ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời ơi, làm lịch sự ghê sợ. Hỏi đẹp phép đâu. Mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ, anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, đúng để không buồn cho ôm. Cái ông gác qua ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà, nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Xong rồi cái là bùng nổ thôi. Rồi cho luôn. Bùng nổ, bùng nổ. Bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ quấn khăn là có ý trơn trời. Xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi. Hả? Khi nào cưới? Có cưới không? Em bình tĩnh đi Vy ạ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nha em. Hả? Nói vậy thường thôi. Mà lúc đó làm sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục 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 thôi chứ không biết làm, không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như quấn là chắc lưỡi, chắc biết rồi. Là quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi. Nóng quá trời, anh mở mua khăn luôn nha. Mở khăn luôn hả? Luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Nhưng mà người mình thương mà, cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi, và mình có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi như sau vậy. Cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Luôn, đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, thui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Khó xấu tính, xấu tính đói. Tính lắm mà. Tại vì em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn nha cho anh là sao. Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá, là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích đến này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi tiếp tật xấu nữa đi, còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng, anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ, là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa để đi nhậu. Để cho anh làm tủ tán thôi. Rủ đi, rủ đi nhậu đi. Đi với ai rủ đi uống trà sữa. Rủ à bây giờ ngon mà. Cô ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không? Nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi, em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một cái tính xấu là biết sao, là em rất là thương con. Em muốn cho con em cái gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà đâu có chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà mỹ phẩm kinh doanh, em nói em không cần làm, một mình em làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cứ hay bực bội lên vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là những vấn đề đó thôi. Rồi giờ thứ viên không đã, cô ấy có tật xấu gì không? Vì thì cái tính Vy rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vy một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã sao suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Dạ. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vy làm là mình không có nói, nhưng mà thực sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vy. Rồi bây giờ Vy mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi, làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi. Với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi, nhiều lúc lái xe lái cộ rồi. Nhiều lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Hối tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được, là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vy á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà, cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó, thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ, nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng, với ai hưởng. Chỉ có điều là
em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm cái gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được. Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại để nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi. Đúng rồi. À, cảm ơn hai vợ chồng Dương Ngọc Thái và Vy hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Ông Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Dạ. Mình chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Dương Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn chị Hồng Vân và anh Tổng Thuận. Em chứ. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó, chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn, xích vô, hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Cho vợ một chậu lan. Thì có ra bao nhiêu? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... Cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên thích nhất rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này cưng vợ quá rồi, lo lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ, em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời ơi, An Giang vậy đó, ừ. Đồng hương đồng của hương. Anh. Mời em, tới em. Dạ, xin kính chào anh Quốc Hận và chị Hồng Vân. Em tên là Đỗ Văn Hanh Trung. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống. Việc. Cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân. Sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên... được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng nha. Em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, chứ cái trắng chó ở phía trước không có thích. Và thứ hai nữa là đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc dạ không thèm tên. Không biết sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó thì trong đó có vợ em thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó nhưng rất mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn đúng không, nhìn là hợp liền đúng là không ấn tượng đẹp về vợ đúng không, cũng suy nghĩ ở trong lòng đó chắc cũng khó cua lắm mà. Rồi sao, rồi em cua làm sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin rồi mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi. Xong bên cạnh hết cái chương trình đó, tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ. Bên công ty của tôi nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không? Tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới... Đi không? Vợ đi. Rồi xong rồi cái việc đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á, ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng bé xíu vậy. Mà sao mình cũng em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình trông coi nó bông nó ra sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm để ngay cửa sổ, tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy mà cái bông tí xíu à xấu
ơi là xấu, lại càng ghét thiệt. Là ghét thêm, là ghét nữa. Rồi rồi, từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá. Nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì cũng trồng từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... Cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên thích nhất rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa lẽ mình chảnh quá, hôm nay em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi, giận, đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác, về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác trên nhà máy hạt giống. Nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á. Buồn ngủ thì em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Em bị gì? Rồi em bị đứt lưỡi. Cái viên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghỉ nói chuyện gần cả tuần lại. Rồi lúc đó là được. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc này không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nó rồi có nè, gửi qua từ đó mới cho vợ hay. Rồi tôi đi công tác công việc vậy đó, rồi cái tôi bị tai nạn. Là lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em. Nói bây giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Ngọc Trời đó, thì nó xa nhà. Ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi. Thì anh có ý định là sẽ cưới em. Nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em. Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không. Ủa, quyết định liền. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ông có một lần ông hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ông hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi vậy? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hôn má thôi đó. Từ lúc liền mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á, là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn xích vô, hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi. Là lúc đó hết khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới nay là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm mà. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan. Cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á. Cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa, em nghĩ là em chưa có sanh. Mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó. Cái bắt đầu tối em ngủ, tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện, bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái, alo, ba hả? Ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói, ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm, em lúc đó là em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm do ban ngày thì em phải xuống...
nông dân, rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật, rồi trao đổi đồng ruộng, rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó. Nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loại tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi. Đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi, cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện rồi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn vặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, ông không đi lãng làm mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy, ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì. Alo, nãy thấy đi đâu á, ai chở phải không? Đi với ai? Mà trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón đầu. Tính em thì hay chọc dở lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi, ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em chọc nên điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là chứ rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy khó nghĩ chịu, nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng, mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không, nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em, vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng, thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa theo đúng cái chuẩn của mình, chứ không phải là cổ nấu ăn dở. Dạ. Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt. Còn em thì đi làm hàng ngày rồi, tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn, mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá, vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong, rồi chiều về là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ, còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình nó kham như thế nào là nổi. Được không? Đó, đại khái là như vậy thôi, tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm, nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi, dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lần đầu sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em.
Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uống đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ, em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường à. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Nói là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp. Tại vì suốt ngày ở làm trong phòng cũng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến cô này đến làm đây. Và trong lúc làm mà thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn, dính luôn đúng không? Em đúng nghĩ rồi. Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chớ quớt rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở cô. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng tháng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng nói bất ngờ. Không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là
Em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh nhiều khi ảnh lâu lắc, anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ, em lại nhắn một tin dài, ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà ảnh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai, là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ, làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi, em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi, chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà. À, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong. Nhưng mà anh ý phải là nói bình một thường cái gì đó, á, rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Đúng rồi. Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Thuận ơi. Em đau không? Dạ em, tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì thấy cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giỡn. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Em, lúc em nhận được cái em tin nghe đấy, bác sĩ em nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó, xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời, sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau đó quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam này cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này á, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm.
hai vợ chồng 2 năm, tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ, có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị, thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia, rồi nó nằm trên giường, nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động của mình nó cũng mạnh bạo, ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái, thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á, nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa, cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình á bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái nói liên tục luôn, giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh có thể coi cái cách chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói, chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự đó, khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Còn gì nữa đây? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài á, liên quan tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tấm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tấm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tấm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tấm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại, giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng, giống như là làm tổn thương mình á. Rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, khi mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Nhiều cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người, một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có. Một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó, chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3-4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé. Em tại vì là bé gái em thuộc, à. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper chuyện vòng vòng trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai thì... Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Tức là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên.
Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích, thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa, và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói cái mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là lại. Chồng hỏi là trời ơi, sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mỗi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà tổn thương ta sĩ diện, nó chồng không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh, năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Lúc đó em cũng chưa lử lự, là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò, xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào, thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Đó, lúc đó đẹp. Thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó đó, mình nhìn thử coi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp. Đó nên mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường.
Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ, bắt đầu là quen là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ, được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ, ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình nhà. Thôi dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì, thì con trai đàn ông mà nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa, cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó xong thì cũng ngăn cản em, thì em cũng nói là cái này anh đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chỉ thể thao buổi chiều nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ luôn. Là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, là tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng à. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á, xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thì lúc đó cũng buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như thế nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nữa. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn, bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái
thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần, hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có hai bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ. Đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em, em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này con chức cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi
Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình. Dạ. Về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong, rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Đúng rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi. Thuận lợi như ý nha. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. Mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trọng Văn Tú. Dạ em 35 tuổi. Hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên. Em nay 32 tuổi. Em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina hả? Dạ không, võ thiếu lâm. Thiếu lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hay dạ. Ờ hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiếng rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. Không dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Vậy là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là ghét không? Nguyên nhân đầu tiên là sợ học vợ. Võ để tự vệ. Sợ vợ đối với vợ. Nãy cái chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. gì? Hay em là cũng dạy phụ luôn. Chồng dạy luôn? Dạ, dạy luôn. Cũng dạy luôn. Là em cũng biết võ luôn? Dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi. Nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. mà thực sự ra là ai nội anh, công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta? Em nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ, nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Trời ơi, 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè, dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới gia chạm nhẹ là ôm hôn.
không? Không thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, cứ ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu giờ làm. Còn sao? Gì? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ, 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Trời, lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là ý y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh. Chứ em hư quá, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình nghĩ ra là nó không quá tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Rồi thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra hoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng làm sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. Hai năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Còn chưa có năm đại học. Chưa tốt nghiệp. Có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mà xấu ở đó. Mình xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Nhanh xấu đói. Không ăn là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói, anh ơi, hết rồi, giờ sao anh? Rồi cái anh nói, để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây.
xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ, nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói y Liêm bữa nay nấu ăn được á ta. Ôi ơi, ai ngờ đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay mới loài ra. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liêm muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ, với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Rồi Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu. Vậy thôi đó hả, giữ nguyên giữ vậy nguyên đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôm. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ.